Chào mừng các em đến với thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em giải một đề thi học kỳ 2 toán lớp 6 năm học 2019-2020 nha. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm nha, để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng các em xem nha. Giờ mình qua bài giảng hôm nay. Như vậy thì thời gian làm bài là 90 phút nha. Bây giờ thầy sẽ cho đề bài chạy từ trên xuống dưới nha. Các em có thể tạm dừng làm dừng, sau đó làm hết cái đề này, xem mình làm được bao nhiêu phần trăm cái đề bài này nha. Rồi sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Thầy sẽ cho chạy từ từ ha. Các em làm tới đâu các em tạm dừng từ đó. Rồi sau đó các em xem thầy giảng bài. Giờ sau đó xem các em làm có đúng với kết quả của thầy hay không nha. Giờ như vậy là tất cả là 6 bài đúng không nè. Giờ các em thử làm xem mình làm được bao nhiêu phần trăm cái đề bài nha. Giờ sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ bắt đầu làm bài số 1 nha. Giờ thầy sẽ làm câu A trước nha. Như vậy ở đây sẽ là dấu bằng. Giờ như vậy là 2 lý thừa 3 thì bằng bằng 8 đúng không nào? Thì 8 nhân 5. Ở đây là mình sẽ bỏ giá trị tuyệt đối. Trừ 45 giá trị lấy giá trị tuyệt đối thì cũng bằng 45 đúng không nào? Dấu trừ ở ngoài vẫn còn nha. Như vậy cộng với trừ thành dấu trừ. Như vậy là trừ 226 nha. Giờ ở đây lấy giá trị tuyệt đối của trừ 226 thì sẽ bằng dương 226 đúng không nào? Như là đây cộng 226 nha. Giờ như vậy là trừ 226 với cộng 26 là hết đúng không nè. Như vậy ở đây mình còn lại là 8 nhân 5 là 40 trừ 45 đúng không nè. Cho kết quả luôn nha. 40 trừ 45 thì bằng bằng trừ 5 đúng không nè. Như vậy là xong câu A nha. Giờ mình sẽ qua tiếp câu B luôn nha. Giờ bạn. Như vậy ở đây thì mình sẽ tính trong ngoặc trước đúng không nào? Đồng thời mình sẽ chuyển đổi cái hỗn số này thành phân số trước nha. Mở ngoặc. 1,5 mình viết lại nha. Cộng 7 7 chia 2 có nghĩa là 3,5 đúng không nào? Rồi đóng ngoặc. Chia cho 4 phần 3. Cộng. Giờ ở đây hỗn số thì mình sẽ đổi qua qua phân số đúng không nào? Như vậy đổi thì mình sẽ lấy số phần nguyên nhân mẫu cộng tử. 2 nhân 4 là 8 cộng 1 là 9, như vậy 9 phần 4 nha. Giờ bạn. Giờ như vậy là 1,5 mà cộng 3,5 thì bằng 5 đúng không nào? Rồi chia mình sẽ biến mình đổi thành nhân đảo ngược phân số phía sau dấu chia đúng không nè. 4 phần 5 mình đảo ngược 4 phần 3 thì mình đảo ngược thành 3 phần 4 đúng không nè. Như sẽ biến thành 3 phần 4. Giờ cộng cho 9 phần 4 mình viết lại nha. Giờ ở đây mình sẽ bằng tiếp nha. Như vậy ở đây mình phép nhân và phép cộng thì mình phải thực hiện phép nhân trước rồi. Như vậy 5 nhân cho 5 nhân 3 bằng 15. Như vậy ở đây sẽ là 10. 5 nhân 3 bằng 15 đúng không? Như vậy là 15 phần 4 nha. 15 phần 4 cộng cho 9 phần 4 thì sẽ bằng bao nhiêu? 15 cộng 9 thì sẽ bằng là 24. Như vậy là 24 phần 4. 24 phần 4 có nghĩa là 24 chia 4 thì bằng 6. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ bằng 6 nha, đúng không nào?
Giờ như là mình xong câu B nha, mình sẽ qua tiếp câu C luôn bạn. Rồi như vậy là mình thấy ở đây có cái gì chung nè, rõ ràng là mình thấy phân số 3 phần hàm 6 giống nhau ha. Đây 3 phần hàm 6, 3 phần hàm 6, 3 phần hàm 6 giống nhau, mình sẽ giúp ra làm nhân tử chung đúng không nè. Giờ như vậy mình giúp 3 phần 26 làm nhân tử chung. Giờ sau đó mình mở ngoặc. Như vậy ở trong ngoặc sẽ còn gì? Như vậy ở đây giúp ra thì còn 2 phần 9 đúng không nè. Ở đây là dấu cộng. Đây còn lại là âm 19 phần 9. Giờ ở đây còn lại trừ 1 đúng không nè. Giờ bằng tiếp. Giờ như vậy là mình sẽ đi quy đồng mẫu số thực hiện phép tính trong ngoặc trước. Đúng không này? Giờ 3 phần 26 mình viết lại nha. Nhân. Giờ thực hiện phép tính trong ngoặc. Giờ như vậy mình sẽ lấy 1 trừ 1 này thì mình sẽ quy đồng thành trừ 9 phần 9 đúng không nè. Giờ mẫu số chung là 9 viết lại nè. Giờ mình sẽ lấy tử gồm tử như vậy là 2 cộng với trừ là trừ nha, trừ 19 và trừ cho 9. Giờ như vậy ở đây bằng. Giờ 3 phần 26 viết lại. Giờ ở đây nhân. Như vậy mình sẽ thực hiện phép 2 trừ 9, 2 trừ 19 trừ cho 9 nha. Như vậy đây là trừ 17. Đây là 2 trừ cho 2 trừ 19 trừ cho 9 thì bằng là trừ 26 đúng nè. Như vậy ở đây sẽ là trừ 26 phần 9. Giờ ở đây mình chơi với bàn luôn nha. 26 chia 26 hết nè. Như vậy ở đây là 3 với 9 mình giúp gọn. Chia tử và mẫu cho 3 đúng không nè. Như vậy là còn lại là trừ 1 phần 3 nha. Đúng không nè. Dấu trừ vẫn còn. 3 chia 3 bằng 1 và 9 chia 3 bằng 3. Kết quả cuối cùng sẽ là trừ 1 phần 3 đúng không nè. Giờ như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em xong bài số 1 nè. Giờ bài số 1 này có em nào có kết quả giống như thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy hoặc bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp bài số 2 luôn. Bài số 2 sắp xếp các số theo thứ tự từ giá trị nhỏ đến giá trị lớn. Giờ như vậy mình sẽ kiểm tra xem cái số nào nhỏ nhất thì mình sẽ xếp trước đúng không nào. Giờ coi bài số 2 này các em có thể tạm dừng video làm thử bài số 2. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ như vậy ở đây mình có là 2 phần 3 số dương nè, 5 phần 4 là số dương. Như vậy là hai số dương thì mình thấy là 5 phần 4 sẽ lớn nhất đúng nè. Vì 5 phần 4 lớn hơn 1, 2 phần 3 nhỏ hơn 1 nha. Giờ 0, ở đây trừ 1. Giờ như vậy mình thấy là trừ 12 phần 15 với là 3 phần dự 8. Như vậy mình không biết số nào lớn, số nào nhỏ. Bây giờ trước mình sẽ chuyển này về hai số này về số hợp phân nha. Để mình biết số nào lớn, số nào nhỏ. Rồi như vậy trước hết mình sẽ thực hiện chuyển trừ 12 trừ 12 phần 15 mình đổi qua số hợp phân. Giờ mình lấy 12 chia 15 thì bằng là 0,8 đúng không? Như vậy ở đây sẽ là trừ 0,8 đúng không nè. Giờ tiếp theo là 3 phần trừ 8 mình cũng đổi qua số phần luôn. 3 phần trừ 8 mình đổi qua số phần sẽ bằng bao nhiêu nè. Như vậy là trừ cho 0,375. Như vậy có nghĩa là cái số này sẽ nhỏ hơn đúng không nè. Giờ ta có nè.
Như vậy mình sẽ sắp từ nhỏ đến lớn. Như vậy nhỏ nhất sẽ là số nào? Trừ 1 sẽ nhỏ nhất đúng không nào? Tiếp theo sẽ là trừ 0,8, trừ 0,8. Tiếp theo sẽ là trừ 0,7, trừ 0,0375 đúng không nào? Tiếp theo là số 0. Tiếp theo sẽ là 2 phần 3 đúng không nào? Và cuối cùng mới là 5 phần 4. 5 phần 4 lớn hơn 1, còn 2 phần 3 thì nhỏ hơn 1 đúng không nào? Rồi, như vậy mình kết luận nha. Vậy mình sẽ sắp từ nhỏ đến lớn. Như vậy trừ 1 sẽ là nhỏ nhất. Tiếp tục là trừ 0,8 thì chính là âm 12 phần 15 đúng không nào? Chính là âm 12 phần 15. Tiếp theo sẽ là trừ 0,375, chính là 3 phần âm 8 đúng không nào? 3 phần âm 8. Giờ tiếp theo là số 0. Tiếp theo sẽ là 2 phần 3. Và cuối cùng sẽ là 5 phần 4 đúng không nào? Giờ xong. Rồi, như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em giải xong bài số 2 nha. Bài số 2 này có em nào có kết quả giống như thầy? Để lại bình luận phía dưới video cho thầy hoặc bạn cũng xem nha. Mình sẽ qua tiếp bài số 3 luôn nha. Bài số 3 tìm x khó. 3 phần 2 nhân x thì bằng 3 phần 2 nhân x trừ 1 phần 2 thì bằng âm 2. Như vậy là trừ chuyển quế hành cộng nhân chuyển quế hành chia đúng không nào? Giờ ở đây có giá trị tuyệt đối thì mình sẽ xảy ra hai trường hợp là 3 trừ 2x bằng 4 và 3 trừ 2x bằng âm 4 đúng không nào? Bài 3 này cũng dễ nha, đúng không? Giờ bài số 3 này các em có thể tạm dừng video và làm thử trước bài số 3. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nhé. Giờ bài số 3 các em làm xong chưa? Em nào làm xong thì đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Trước hết mình sẽ viết lại cái đề đúng không nè. Giờ sau đó mình sẽ tính nha. Giờ như vậy là 3 phần 2x thì mình sẽ viết lại nha. 3 phần 2x thì mình viết lại. Trừ chuyển quế hành cộng đúng không nè. Âm 2 viết lại cộng cho 1 phần 2 nha. Trừ 1 phần 2 chuyển quế hành cộng 1 phần 2. Giờ ở đây mình sẽ bằng bao nhiêu nè? Như vậy mình sẽ quy đồng mẫu số đúng không nè? Như vậy ở đây sẽ là âm 4 phần 2 nha. Trừ 4 phần 2 và cộng cho 1 phần 2 bằng luôn. Như vậy trừ 4 cộng 1 sẽ thành bằng trừ 3, như vậy kết quả là trừ 3 phần 2 đúng không nè. Rồi sau đó thì mình sẽ x bằng luôn đúng không nè, nhân chuyển quế hành chia. Như vậy x sẽ bằng bên đây là trừ 3 phần 2 viết lại nhân chuyển quế hành chia đúng không nè, chia cho 3 phần 2. Bên đây là nhân 3 phần 2 chuyển quế hành chia 3 phần 2. Như vậy mình thấy là hai số giống nhau thì chia nhau bằng 1, còn lại dấu trừ, có nghĩa là bằng trừ 1 đúng không nào? Giờ xong câu A mình sẽ qua tiếp câu B luôn nha. Như giờ câu B này mình có giá trị tuyệt đối, như vậy mình bỏ giá trị tuyệt đối thì xảy ra hai trường hợp. Trường hợp là 3 trừ 2x bằng 4 hoặc 3 trừ 2x bằng âm 4 đúng không nào?
Giờ tiếp tục mình giải bình thường đúng không này? À, như vậy x sẽ bằng như vậy là 2x bằng nha. Như vậy trừ 2x chuyển quế qua bên bên đây, 4 chuyển qua đây, như là 3 trừ 4, 3 trừ 4. Đúng không nào? Wow. Rồi, như vậy là trừ 2x chuyển quế qua đây là 2x và trừ 4 chuyển quế 2 cộng 4 như là 3 cộng 4, đúng không này? Như vậy ở đây x bằng, như vậy là 3 trừ 1 thì bằng trừ 4, 3 trừ 4 thì bằng trừ 1 đúng không nào? Nhân 2 chuyển quế thành chia 2 như vậy là âm 1 phần 2 nha. Kết quả bên đây sẽ là âm 1 phần 2. Wow. Giờ như vậy 3, giờ 3 cộng 4 là 7, nhân 2 chuyển quế làm chia 2, như vậy x sẽ bằng 7 phần 2 đúng không? Giờ như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em xong bài số 3 nha. Bài số 3 này các em nào có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua bài số 4 luôn. Bài số 4, để làm món dừa kho khịt, ta cần có củ dừa, có nghĩa là cơm dừa nha. Khịt 3 chỉ, đường, nước mắm và muối. Lượng khịt 3 chỉ và lượng đường theo thứ tự là 2/3 và 5% của lượng củ dừa. Nếu mà cần kho 4,2 kg thịt ba chỉ thì cần bao nhiêu củ dừa, bao nhiêu kg được, đúng không nào? Như vậy người ta cho mình các con số là đúng không nào? Như vậy ở đây là mình có là lượng thịt ba chỉ và lượng đường theo thứ tự 2/3 và 5%, có nghĩa là thịt ba chỉ là chiếm 2/3 nè và lượng đường là chiếm 5% của lượng củ dừa, đúng không nào? Như vậy người ta cho kg thịt ba chỉ thì mình ta tính được rồi, đúng không nào? Giờ bài số 4 này các em có thể tạm dừng video và làm thử bài số 4, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ bài 4 này các em làm xong chưa nè? Em nào làm xong thì đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không. Như vậy người ta nói là lượng thịt ba chỉ, mình có là lượng thịt ba chỉ nè, lượng thịt ba chỉ thì bằng bao nhiêu nè? Lượng thịt ba chỉ thì bằng 2/3 của dừa, đúng không nè? Lượng thịt ba chỉ thì bằng 2/3 của dừa. Như vậy thì 4,2 kg thịt ba chỉ thì cần bao nhiêu củ dừa, đúng không nào? Như vậy thì 4,2 kg thịt ba chỉ cần bao nhiêu củ dừa thì bằng, thì mình sẽ lấy 4,2 kg thịt ba chỉ cần, như vậy mình sẽ lấy 4,2 chia cho 2/3 nha, đúng không nào? 4,2 chia cho 2/3 giờ bằng luôn nha. Rồi, 4,2 chia cho 2/3 sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 6,3 đúng không nào? Thì bằng 6,3 kg nha. Giờ như vậy mình sẽ đã tính được củ dừa đúng không nào?
Như vậy mình đã tính được số kg của dừa. Tiếp theo mình sẽ tính số kg đường, đúng không nào? Người ta nói là 5% đường sẽ chiếm 5% lượng của dừa, đúng không nào? Như vậy mình sẽ tính lượng đường bằng lượng đường là, như vậy mình lấy cái 6,3 củ dừa này mình nhân cho 5%, đúng không nào, là ra kết quả thôi. Rồi 6,3 nhân cho 5% sẽ bằng bao nhiêu nè? 6,3 nhân 5% sẽ bằng 0,315 ha, 0,315 kg nha, đúng không? Giờ như vậy là mình đã tính được là lượng cùi dừa và lượng đường, đúng không nào? Như vậy 42 thịt ba chỉ thì cần là 6,3 cùi dừa, 6,3 kg cùi dừa và 0,315 kg đường, đúng không nào? Giờ như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em xong bài số 4 nha. Bài số 4 này có em nào có kết quả giống như thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy hoặc bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp bài số 5 luôn. Giờ bài số 5, bác xin có một sân vườn hình chữ nhật có diện tích là 37,8 mét vuông. Ông muốn lát gạch bê tông giả đá và trồng cỏ nhung Nhật Bản xen giữa hai viên gạch. Sau khi lát sân xong thì bác điếm đã xài hết 84 viên gạch. Hình vuông mỗi cạnh là 60 cm. Biết giá cỏ nhung là 50.000 đồng một mét vuông. Hỏi bác xin đã trả bao nhiêu tiền cỏ nhung là bao nhiêu? Như vậy người ta cho mình diện tích của cái sân vườn, đúng này. Giờ 84 viên gạch mà mỗi viên là một hình vuông, cạnh là 60. Giờ trước hết mình sẽ tính diện tích của gạch, đúng nè. Mình sẽ lấy 84 nhân 60 nhân 60 thì sẽ ra số diện tích của các viên gạch. Lấy diện tích của sân vườn trừ diện tích viên gạch thì mình sẽ ra diện tích trồng cỏ, đúng nè. Rồi sau đó lấy diện tích trồng cỏ mình sẽ nhân cho 50.000 thì mình sẽ ra giá tiền, mà số tiền mà bác sinh phải trả, đúng không? Còn bài số 5 này cũng dễ, đúng không? Giờ bài số 5 này các em có thể tạm dừng video và làm thử bài số 5, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ bài số 5 các em làm xong chưa nè? Em nào làm xong thì đối chiếu với kết quả của thầy xem đúng hay không. Rồi như vậy trước hết mình sẽ tính diện tích của các viên gạch, hoặc là diện tích các viên gạch hay là diện tích lát gạch cũng vậy nha. Diện tích lát gạch là, như vậy chính là diện tích các viên gạch nha. Như vậy là 84 viên nhân cho 60 nhân cho 60, đúng không? Mỗi viên có kích thước là 60 nhân 60 mà 84 viên như vậy. Giờ mình sẽ tính 60 nhân cho 60 giờ nhân cho 84 thì bằng bao nhiêu? Như vậy sẽ bằng 302.400 cm vuông, đúng nè. Viên gạch đây là kích thước, đơn vị đây là cm vuông. Đơn vị gạch là sân mét, bây giờ diện tích sẽ là sân mét vuông. Giờ sân mét vuông này mình sẽ đổi qua mét vuông, đúng không này? Sân mét vuông đổi qua mét vuông thì mình chia cho 10.000. Như vậy là mình sẽ dấu phẩy nằm đây, như vậy có nghĩa là 30,24, đúng không nào? 30,24 mét vuông. Giờ như vậy là có diện tích lát gạch thì mình sẽ tính diện tích mà trồng cỏ, đúng không nào? Diện tích trồng cỏ. Giờ diện tích trồng cỏ thì mình sẽ lấy diện tích của cái sân vườn là 37,8 trừ đi cái diện tích lát gạch là 30,24, đúng không nào? Giờ mình sẽ thực hiện phép trừ xem bằng bao nhiêu. 37,8 trừ cho 30,24 thì bằng bao nhiêu? 7,56, đúng không nào? 7,56 mét vuông nha.
Rồi sau đó mình sẽ tính số tiền phải trả đúng không? Số tiền mà bác Sinh mua cỏ đúng không? Số tiền. Bác Sinh mua cỏ. Lại. Giờ như vậy mình sẽ là 7,56. Mình nhân cho 50.000 đồng đúng không nè? Sẽ bằng bao nhiêu tiền? 7,56 nhân cho 50.000. Bạn. Ở đây phiếu số 0 nha. Như kết quả ở đây sẽ là 378.000 đồng đúng không nè? Giờ như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em xong bài số 5 nhé. Bài số 5 này có em nào có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nhé. Mình sẽ qua tiếp bài số 6 luôn. Giờ tiếp theo là bài số 6. Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia OX, vẽ hai tia OY và OZ sao cho góc XOY bằng 50 độ và góc XOZ bằng 130 độ. Câu A là người ta hỏi là trong ba tia X, OX, OY và OZ thì tia nào sẽ nằm giữa hai tia còn lại. Và sau đó mình sẽ tính số đo góc của IOZ đúng không nào? Giờ như vậy là bài số 6 này. Các em có thể tạm dừng video và làm thử trước bài số 6, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Như vậy các em vẽ hình trước ha. Từ hình thì mình sẽ suy luận ra được đúng không nào? Giờ em nào vẽ hình xong thì xem thầy giảng bài tiếp nha. Giờ em nào làm xong thì xem đối chiếu kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Như vậy đề bài người ta nói là trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia OX vẽ hai tia OY quầy OZ sao cho XOY bằng 50 độ. Rồi như vậy trước hết mình vẽ OX. Giờ sau đó mình dùng thước đo độ để mình đo, mình vẽ OY sao cho góc XOY bằng 50 độ đúng không nè. Giờ sau đó mình đo độ để mình xác định OZ sao cho XOZ bằng 130 độ. À, như vậy là mình thấy là OE sẽ nằm giữa hai tia OX và OZ vì cái góc XOY là 50 độ, nhỏ hơn góc XOZ là 130 độ đúng không nào? Giờ câu A mình có là góc XOY nhỏ hơn góc XOZ vì 50 nhỏ hơn 30. Nên mình kết luận được là OY sẽ là tia nằm giữa hai tia OX và OZ đúng không nào? Rồi sau đó như vì là OY nằm giữa nên mình sẽ có góc XOY cộng YOZ, XOY cộng với YOZ thì sẽ bằng XOZ đúng không nào? Giờ XOY bằng 50 độ khế vô, XOZ bằng 130 độ vô, mình khế vô thì mình tính được góc YOZ sẽ là 80 độ đúng không nào? Giờ tiếp theo là câu B. Câu B, OT là tia phân Z của XOY. Như vậy XOY là 50 độ, như vậy XOT sẽ là 25 độ đúng không nào? Giờ tiếp theo mình sẽ vẽ, ta cho OM là tia nằm giữa hai tia OY và OZ và góc IOM bằng 13 phần 16 IOZ. Mình có IOZ, giờ mình khế vô mình sẽ tính được IOM. Sau khi tính xong mình mới vẽ được tia OM đúng không nào? Giờ người ta hỏi là hai góc TOY và IOM có phải là hai góc phụ nhau không? Có nghĩa là mình cộng hai góc này lại xem có bằng 90 độ không, đúng không nào? Nếu là 90 độ thì có nghĩa là hai góc này là hai góc phụ nhau đúng không nào? Giờ thầy sẽ hướng dẫn làm câu B luôn nha. Là câu B ta có là IOM sẽ bằng 13 phần 16 IOZ. Như vậy khế IOZ bằng 80 độ vô thì mình sẽ tính được cái IOM đúng không nào? Giờ tiếp theo OT là tia phân Z của XOY nên TOY sẽ bằng XOY chia 2. Giờ AOY, XOY thì bằng 50 độ đúng không? Khế vô thì mình sẽ tính được là TOY bằng 25 độ. Giờ như vậy IOM cộng TOY hai cái thì khế TOM bằng 60 độ khế vô này. TOY khế vô.
65 cộng 25 thì bằng 90 độ đúng không nào? Như vậy hai góc cộng lại bằng 90 độ, có nghĩa là hai góc đó là hai góc cụm nha, đúng không nào? Giờ như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em xong bài số 6 nha. Giờ bài số 6 này các em đã có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy hoặc các bạn cùng xem nha. Rồi, như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em giải một đề thi học kỳ 2 toán lớp 6 nha. Nếu các em thấy thầy giảng dữ hiệu bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Lim bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Lim nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.